Nãy giờ anh nhìn quay. Sau đó cầm cả cái ống lên quấn quanh cái hình tháp này, hai cái này gì ạ? Hai cái năm vòng. Xong chưa? Rồi, đây là xong dốc cài. Đây là bộ dọc cái ốc gì? Này. Bây giờ chúng ta sẽ thấy nào. Ở đây chúng ta sẽ có gì ạ? Cái mảnh xương đúng không? Nó sẽ có hai cái màng. Cái màng ở phía trên người ta gọi là màng tiền gì? Tiền đình. Cái ở dưới người ta gọi là màng gì ạ? Màng đáy. Đúng chưa? Thì giữa hai cái màu phấn xanh này của tôi đây chính là nội gì ạ? Nội dịch. Cái này người ta gọi là thang gì ạ? Thang tiền đình nằm ở phía trên. Cái này gọi là thang gì ạ? Thang nhĩ. Ok chưa? Và đây ở giữa hai cái này, đây là ngoại gì? Ngoại dịch. Và đây là ngoại gì? Ngoại dịch. Được chưa? Nha. Đây là nội dịch, trong này là nội dịch. Đây là ngoại dịch, đây là ngoại dịch. Ở trên là thang gì ạ? Thang nhĩ. À, thang tiền đình, ở dưới là thang gì ạ? Thang nhĩ. Bây giờ chúng ta nói về cơ chế nghe. Nói về cơ chế nghe, ta nhìn cái hình này. Nha. Bây giờ sóng âm thanh nó sẽ được ngoa tai hướng vào phía lỗ tai gì ạ? Lỗ tai ngoài. Hướng về phía màng gì? Màng nhĩ. Làm cho cái màng nhĩ bị đẩy tụt vào phía gì? Phía trong. Khi màng nhĩ đẩy tụt trong qua chuỗi xương con nhá, gồm xương búa, xương đe đến xương bàn gì? Bàn đạp. Làm xương bàn đạp bị gì ạ? Ấn vào cửa sổ tiền đình. Ấn vào cửa sổ tiền đình sẽ làm cho cái dịch gì ạ? Ngoại dịch nó chảy. Đúng không? Bây giờ chúng ta lấy cái búa gõ vào cái chậu đấy. Đúng không? Gõ vào thành cái chậu đấy, giống như cái xương bàn đạp ấn vào đấy cái cửa sổ tiền đình. Làm cho nước trong cái chậu này nó sẽ bị rung gì ạ? Rung chuyển. Thì nó sẽ chảy, nó chảy đầu tiên nó chảy vào cái thang gì ạ? Thang tiền đình, cái thang ở trên này. Sau khi nó chảy vào thang tiền đình, cho nó lên đến đỉnh của ốc gì, đỉnh của tai, bắt đầu nó chảy xuống thang gì ạ? Thang nhĩ. Qua nhìn chưa? Nó chảy xuống thang gì? Thang nhĩ lên đến đỉnh của ốc tai, và nó chảy xuống thang gì? Thang nhĩ. Khi xuống cái thang nhĩ, và nó chảy ra phía cửa sổ gì ạ? Cửa sổ tròn. Chảy ra phía cửa sổ tròn thì cửa sổ tròn nó có cái gì ạ? Có cái màng nhĩ phụ nó bịt ở đấy, thì làm cho cái màng nhĩ phụ nó bị ấn tụt vào phía trong lòng của tai gì ạ? Tai giữa. À, theo định luật ba của Newton, khi con tác động vào cái bảng này mà lực bao nhiêu thì cái bảng này nó sẽ có một phản lực tương tự như thế. Thì đấy kìa, khi mà ép vào cái màng nhĩ này thì cái màng nhĩ phụ này nó sẽ làm sao? Nó đẩy ngược thế này. Được chưa? Làm cho ngoại dịch bây giờ nó lại chạy gì ạ? Chạy ngược thế này về phía cơ sở thì cơ sở tiền đình. Đồng thời kết hợp với cơ bản gì ạ? Bàn đạp nó sẽ kéo cái xương bàn đạp trở về vị trí cũ. Cộng với lại cơ căng màng nhĩ nó sẽ kéo cái màng nhĩ trở về vị trí cũ. Như thế là hết một chương trình nghe. Các bạn thấy chưa? Khi mà dịch nó chảy ở trong thang gì ạ? Ở trong thang nhĩ và thang tiền đình, tức là ngoại dịch nó chảy thì nó mới tác động vào các thành của cái ống này. Các bạn nhìn chưa? Thì trong nó cái thành yếu nhất chính là cái thành mà có cái gì ạ? Màng tiền đình, đúng không? Tức là cái vỏ quả bóng bay đấy. Hiểu không ạ? À, khi nó tác động vào vỏ quả bóng bay làm cho nước ở trong quả bóng bay này nó bắt đầu nó bị sao động, là làm dịch nội dịch ở trong cái ống ốc tai này bắt đầu nó bị thay đổi. Khi dịch nó thay đổi thì nó sẽ tác động lên cái màng gì ạ? Màng mái. Cái màng mái là cái nào nhỉ? Cái màng mái làm cho cái gì ạ? Những cái cụ thể nằm cái đầu bút của thần kinh nó nằm chỗ này nó sẽ bị gì ạ? Bị rung chuyển. Mà các bạn hãy hình dung nhỉ? Chúng ta biết có suối không ạ? Có biết suối không ạ? Ở dưới cỏ, chúng ta nhìn thấy cỏ ở dưới suối không ạ? Khi dòng nước chảy thì bắt đầu cỏ nó gì ạ? À, nó lư theo cái dòng chảy đấy. Thì khi mà nội dịch nó dao động thì nó làm cho các cái cụ thể này nó bị nắc gì? Bị rung chuyển, nắc lư. Cái nắc lư nó sẽ bắt đầu nó chuyển những cái xung này thành cái xung gì ạ? Xung chuyển động đấy. Theo cái dây thần kinh thì ốc gì? Ốc tai về vỏ não để phân tích. Đây là cơ chế nghe. Anh hiểu chưa? Sau đó thì cái màng tai nó lại ấn vào, thổi ra, ấn vào, thổi ra, ấn ra, giống như cái loa này, cái loa thùng ra, cái màng loa trước mặt ta là có hiểu không ạ? Cái cơ chế nghe như thế. Nhá. Thì chúng ta sẽ nhìn theo một cái hình, chúng ta bận muốn ăn à. Nhanh khẩn trương, nhanh khẩn trương. Về đi đón con. Đâu rồi? Đây, chúng ta nhìn nhá. Bút đâu nhỉ? À đây. Ý lên tham dụng mất. Cái màu trắng đây chúng ta nhìn đây chính là ngoại gì? Ngoại dịch. Cái màu xanh đây chính là nội gì? Nội dịch. Bây giờ chúng ta bắt đầu từ màng nhĩ. Đây là màng nhĩ nhá. Nhìn thấy màng nhĩ chưa? Sóng âm thanh ép vào màng nhĩ, đúng chưa? Nó sẽ qua xương gì ạ? Xương búa đẩy vào xương gì ạ? Xương đe đẩy vào xương bàn đạp, làm xương bàn đạp ấn vào cửa sổ tiền đình. Đây là cửa sổ tiền đình đúng chưa? Nhá. Khi nó ấn vào cửa sổ tiền đình làm dịch nó chảy. Theo đầu bút của tôi dịch ngoại dịch nó chảy. Nó sẽ chảy vào thang đầu tiên là thang tiền đình. Nhìn thấy thang tiền đình chưa? Đây là cái thang ở trên này. Được chưa? Khi nó chảy vào cái thang tiền đình theo cái đầu bút tôi vẽ nhá, cái màu trắng này chảy lên trên này, chảy lên đây. Ok, đến đây chưa? Bắt đầu nó qua cái khe xoắn ốc tai, ốc của ốc tai này, bắt đầu nó chảy xuống cái thang này chính là thang gì? Thang nhĩ. Và nó chảy xuống dưới đây, chảy xuống đây theo cái đầu bút tôi vẽ nhá. Đấy, chảy lên đây, chảy ra đây cửa sổ tròn, đúng chưa? Rồi. Thì chỗ này có màng nhĩ gì? Màng nhĩ phụ. Màng nhĩ phụ nó bị phồng vào phía trong tai gì ạ? Tai giữa. Và sau đó nó lại ép ngược trở gì?
rồi trở lại, nó lại chạy ngược trở lại, nó sẽ đẩy cái xương gì ạ, xương bàn đạp về vị trí cũ cộng với cái cơ gì ạ, cơ căng bàn đạp, nó sẽ kéo bàn đạp về vị trí cũ cộng với cái cơ căng màng nhĩ, nó sẽ kéo cái màng nhĩ về chỗ cũ. Bây giờ cơ chế nghe chưa? Và khi như thế, khi nó chảy như thế, nó sẽ làm tác động lên cái màng mái, nhìn cái màng mái chưa? Nó tác động vào các thành, dịch nó chảy nó tác động vào các thành nha. Thì thành này chúng ta thấy có cái màng tiền đình. Cái màng tiền đình là cái màng mỏng nhất, nó yếu nhất, nó vỏ của bóng bay mà. Thì nó sẽ khi nó chảy như này, nó sẽ tác động lên, nó làm rung chuyển cái dịch ở trong cái ống ốc tai này. Chính là cái nội gì? Nội dịch. Cái nội dịch nó làm cho các cái thụ thể này nó sẽ bị gì ạ? Bị rung chuyển và nó sẽ chuyển những cái xung ấy chuyển về gì vỏ não, để vỏ não nó phân tích cái sóng âm thanh. Các bạn hiểu không? Tức là một chu trình của chúng ta sau này các bạn học, chúng ta thấy rất là phức tạp nha. Để hiểu được ngôn ngữ, hiểu được sóng âm thanh này, chúng ta thu nhận sóng âm thanh này, sóng âm thanh nó dẫn về vỏ não này, vỏ não để phân tích chúng ta biết là cái sóng âm thanh cái gì. Không, cái sóng đấy nó tín hiệu đấy được chuyển lên trung tâm ngôn ngữ Broca, là trung tâm ngôn ngữ Broca nó phân tích đấy là tiếng gì. Mà từ trung tâm ngôn ngữ Broca lại chuyển về phía sau nữa để phân tích xem là đang nói cái gì. Các bạn hiểu không? Tức là một quá trình diễn ra rất là gì ạ? Rất là nhanh mà chúng ta vẫn nghe, chúng ta thành cảm nhận nó như thế. Nhưng để nói tỉ mỉ của nó cực kỳ phức tạp. Các bạn hiểu không ạ? Nha, thì bây giờ trước mắt chúng ta hiểu cái sơ bộ cái cơ chế gì ạ? Cơ chế nghe là như thế. Còn lại đối với mô hình gì ạ? Mô hình thì cực kỳ là gì ạ? Cực kỳ là đơn giản. Cơ sở gì ạ? Cơ sở tiền đình. Cơ sở gì ạ? Cơ sở tròn. Ốc gì? Ốc tai. Tên kinh tiền ốc tai, tên kinh tiền tiền đình, câu mặt quên chấm hết. Các bạn hiểu không ạ? Tôi giảng sâu hơn cho các bạn cái này để các bạn hiểu cái cơ chế gì ạ? Cái cơ chế nghe. Đây là cơ chế nghe theo con đường gì ạ? Khí đạo. Tức là theo không gì? Không khí. Còn một cơ chế nghe theo con đường nữa là con đường cốt gì? Cốt đạo. Tức là sóng âm thanh nó đập vào cái bản xương này của chúng ta. Và cái từ bản xương này nó đập và nó truyền cái tín hiệu vào ngay vỏ não của chúng ta. Các bạn hiểu không? Thế con đường cốt gì ạ? Cốt đạo. Vì thế nên gì ạ? Những người ta thủng màng nhĩ người ta vẫn có thể nghe được theo con đường cốt gì? Cốt đạo, nhưng nghe nó sẽ gì? Sẽ bị kém hơn. Các bạn hiểu chưa? Hoặc chúng ta thấy những cái thiết bị trợ thính, nhìn thấy thiết bị trợ thính chưa? Người già người ta đeo bao giờ người ta cũng gắn vào gì ạ? Gắn vào cái mỏm chuông này. Các bạn hiểu không ạ? Chính là cái để nó chuyển những cái xung động cái sóng thanh này, nó tác động vào cái bản xương của cái mỏm chuông này để chúng ta gì ạ? Qua đường cốt gì? Cốt đạo. Hiểu chưa? Ok chưa? Rồi thế thôi. Có hỏi gì nữa không? Cơ 18 là cơ gì? 18 á? Chắc chắn nó đi từ gì ạ? Sụn gì ạ? Sụn phễu rồi đúng không? Còn phía trước nó chạy trước nó bám vào sụn gì ạ? Sụn nắp hay là sụn gì ạ? Sụn giáp bám vào sụn nắp đúng không? Nó phễu thường thiệt. Cái cơ 19. Hay là phễu giáp? Cái cơ to. Đây á, số 17 á. Mô hình liền loằng tổng bằng. Để hội chẩn. Hỏi lại giáo vụ ra thì giáo vụ quyết định hoặc là lật lại cái catalog của cái này thì xem cái catalog số chi tiết gì mới chú thích biết được. Còn cái phần mắt ấy, có một số ca nó cái thì gọi là mí, cái thì gọi là mi, thì mình cứ gọi mí được rồi. Để gọi là mí chứ, mí là cái gì? Có một số ví dụ như là mỏm mi này, không ai gọi là mỏm mí, là một có gì à? À cái đấy thì mỏm mi, tên cố định của nó thì cứ mỏm mi thôi. Có sách kiểu ghi là mí, có sách kiểu ghi là mí. Kiểu... Mỏm mi thì vẫn gọi là mỏm mi, tôi bây giờ nghe thấy gọi là mỏm mí thôi. Không, tức là những cái... Mí mắt này, cái này khác. Được chưa? Mí mắt này nghe. Xong chưa? Còn gì nữa không? Còn bài kiểm tra. Nay muộn rồi. Để sau không? Sao muộn rồi? Sao muộn rồi? Sao muộn rồi? Bạn Phương là nghỉ học không nhỉ? Chính là Phương nhỉ?